Hello, chào mừng quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với giáo án xạ thủ của Best xạ thủ kênh Văn Tùng Guma Yoshi với các bạn Ezreal. Và ngày hôm nay thì Ezreal trong tay Guma Yoshi sẽ bắt cặp cùng với Kama để đối đầu cùng với Caitlyn của Ruler, và để xem rất lâu không gặp lại thì cuộc đối đầu này sẽ như thế nào nha. Let's go. Ok, về đội hình bên phía của team Guma thì đang có một đường trên đánh một con Sante, đánh kèo với Fiora của Hybrid, một top lane auto fill. Dừng là Elise đều cùng với Sejuani của Moha. Đây chắc là đây là dừng team 2 của T1 rồi. Mid là một Onyx Vani Seraphine. Cặp bot là Eric Kama, một cặp đôi khá khỏe ở khả năng đẩy đường. Bên phía bên kia chúng ta có Sonka đánh mid, một con Aurelion Son, và cặp đôi đường dưới sẽ là Caitlyn cùng với Zyra One Charm. Guma bước lên bắn quy khá chuẩn từ đầu đến giờ, thì bắn quy cực kỳ tốt đến từ Guma UC. Zyra nhả lại một tình huống quy và khiến Guma mất máu là khá nhiều. Guma đứng solo cùng với cái cây của Zyra và mất máu nhiều hơn, và qua đó thì Zyra cũng đã có tiền đến từ trang bị hỗ trợ về ngọc tái tổ hợp của Guma UC. Như các bạn đang thấy sẽ là một cái sẵn sàng tấn công hiện diện trí tuệ. Đây là một điểm ngọc khác với cả Hanchelo. Hanchelo mang theo đắc thắng anh em ạ. Cái huyền thoại hút máu cùng với nhát chém bân huệ thì nó là những ngọc tái tổ hợp khá là giống với Hanchelo. Bảng phụ cũng vậy, có giày và bánh bích quy. Giữa giày cùng với thấu thị vũ trụ thì người ta vẫn ưu tiên giày hơn, vì nó ngay lập tức là một lượng tiền được miễn phí cho một trang bị cũng khá đắt đỏ. Tốc độ đánh sát thương thêm cùng với giáp là những gì mà Guma UC có. Và lúc này thì Kama cùng với Ezreal sẽ đẩy cực kỳ mạnh. Nói chung ngày hôm qua các bạn xem cái trận giữa T1 cùng với Lee Sơn Bắc, các bạn thấy rồi, Ezreal và Kama đẩy cực kỳ giáp trong khoảng thời gian ban đầu. Và đang có những tướng cấu rỉa khá khó chịu đến từ cả hai hỗ trợ nhắm tới đối phương. Cú quy chuẩn xác từ Guma UC. Lát hit chưa có lính đầu tiên đến từ Ezreal của Guma rồi. Vòng rừng Seju sẽ ăn từ khu vực cánh trên xuống. Trong khi đó thì Elise sẽ ăn ba bãi dưới và sang cướp bồ xanh anh em nhé. Con mắt này có mắt cướp bồ xanh này anh em này. Con mắt này chính Elise là người cắm. Khi mà thấy đối phương xuất hiện tại khu vực rừng sông dưới. Xuất hiện tại đường dưới thì đúng hơn. Thì Elise đã vào cắm mắt. Và để xem Elise sẽ cướp rừng như thế nào. Seju biết là Elise có thể cướp rừng nên ăn rất vội hai bãi trên, sau đó xuống lại bùa xanh ngay lập tức. Và lúc này thì bắt buộc phải ăn cóc rồi, ăn cóc để lên level 3 anh em nhé. Áp lực đến từ Ezreal cùng với Kama là cực kỳ nhiều. Và lúc này chỉ cần lại là quy trúng đến từ Ezreal của Guma. Chỉ cần Seju Ani bị lộ vị trí và không tác động được xuống khu đường dưới thôi, là đã có thể có một lợi thế đi đường rất lớn dành cho Guma UC rồi. Lát hit chờ con lính thứ... vừa rồi là con lính thứ hai thì phải. Hai rừng đang vã nhau vào đây. Lý do vì sao Honor lựa chọn Lee Sin chứ không phải là Seju rồi đây các bạn. Hồi chiều Honor lựa chọn Lee Sin bởi vì đánh lại Elise, còn Seju đi thì không. Chỉ cần như thế thôi, Elise chỉ cần như vậy thôi. Không cần phải ganh. Boss đã tự win rồi. Guma quay lại ăn xe em ơi. Guma quyết định nhảy thẳng lên hồi máu tấn công luôn. Vẫn máu quá nhiều, tốc biến theo chiến công đầu cho Guma. Không ăn được xe và Ruler là người phải trả giá. Và thậm chí đợt lính này có thể hướng tới việc băng trụ vị trí của Zyra. Lần trước mình có làm một trận mà sao cho băng mỗi lần ăn trượt một con xe là top đối phương phải trả giá, và lần này thì đó là một tình huống băng trụ giúp Guma có thêm một mạng rất nhẹ nhàng đến từ tình huống tấn công này. Một pha xử lý đi đường cực hay đến từ Ezreal và Kama, và đã có dual kill. Đây là một kết lính tốc hành và không có hồi máu. Zyra thì không có gì cover cả. Một quyết định bỏ xe để PK đến từ vị trí Guma UC với sẵn sàng tấn công, lượng sát thương là cực kỳ lớn. Và Ruler đã chịu không nổi. Sau đó là một tiếng Zyra đứng dưới trụ bị Elise sau khi cướp bồ xanh di chuyển ra băng trụ một cách hết sức dễ dàng. Elise thậm chí đánh đu lên cắn quy và chuyển dạng tung kén nhện và tung W. Một pha hỗ trợ Seraphine đẩy đường và hướng tới việc kiểm soát cua trên. Seju đi mất tốc biến rồi. Nếu như nhả Elise cho đối phương thì phải đảm bảo đối phương sẽ không đánh Raven, cùng với đó là việc rừng của bạn sẽ cần phải có một con tướng nó khỏe hơn con Elise một chút. Tốc hành được kích hoạt đến từ cả hai người chơi đường trên. Fiora muốn đánh thế từ nhà đến trường khi có thêm sự xuất hiện của cả Seju Ani nữa, nhưng mà tình huống hút vào W vào làm choáng cũng không thể đủ để có thể kết liễu con Sante này. Cắn bánh lấy mana đến từ vị trí của Sante, kén nhện sẵn sàng, tốc biến không có, tốc biến kén nhện trượt đến từ Elise đánh đu lên cắn quy vào, và mạng có dành cho Sante với tình huống E vào Elise, sau đó tung ra một cú quy kết liễu đi Seju Ani trong tình huống vừa rồi. 3-0 cho team Guma UC. Còn trở lại khu đứng dưới lúc này, khi mà Ezreal của Guma đã có hai mạng sớm thì lượng tiền được đầu tư vào một thủy kiếm và một cái nước mắt nữ thần đang là một đợt đẩy đến từ bên phía của Ruler cùng với Zyra. Zyra đẩy đường cũng khỏe
Và trước đó là một tình huống đẩy lính tràn trụ đến từ Guma, nên là đẩy lính nó sẽ có chiều hướng đẩy ngược trở lại như thế này. Harp chủ động kích E lên và sau đó thì thực hiện một cú RQ khá thốn vào vị trí của Zyra. Dịch chuyển ngọc lên đầu tư một cú Q nhưng mà nó trượt đến từ Guma. Máu hiện tại của Zyra là khá thấp rồi. Kama của Harp thì đang hỗ trợ đẩy đường bằng những cú Q vào thẳng đợt lính. Cụ thể là vào những con lính đánh xa. Chỉ chịu đẩy một wave thôi anh em ạ. Cái wave đấy là wave mà Guma đã đẩy vào trong trụ nên nó sẽ đẩy ngược trở lại. Và sau đợt đẩy đấy thì đến lượt Guma đẩy ngược trở lại với một áp lực lớn vào công trình bên phía của team 2. Đứng ăn lính dưới trụ cũng coi chừng những tình huống bắn quy và cấu rỉa đến từ cặp đôi FD Kama nha các bạn. Đây là lý do vì sao mà ở game đấu thứ 3, cặp bot của T1 vẫn gặp khó khi mà đi đường cùng với cặp đôi Kama cùng với Eryu. Đây là cặp đôi đẩy đường mạnh, cấu rỉa khỏe, tầm hoạt động cũng là khá xa nữa. Nãy giờ thì Guma nó tập trung đẩy đường và Q thì chưa chuẩn lắm. Có sự xuất hiện của Sejun đây với một cái hạt thông nổ, nhưng có mắt kiểm soát rồi nha. Thực ra có mắt này đã bị phát hiện rồi, nên là nó đang có một cái vòng tròn ở kế bên như vậy, cho thấy rằng KDF đã có, KDF Moham đã có thông tin cho có mắt này nhưng vẫn tấn công. Guma có một tình huống đứng lại bắn nhưng mà Q trượt và dịch chuyển học thì rút lui. Một pha đẩy thẳng thứ đốt vào đấy thì Kama chắc là để lấy áo tràng mây ha, lấy áo tràng mây rút lui mà thôi. Quyết định khởi động rồng ở một wave bot đẩy đến từ các thành viên phía của team 2. Đứng giữa wave mid cũng đã mất hết đến từ vị trí của quát rồi. Tốc biến khúc ca lan tỏa, Elite đến và con Sejun này báo mạng thứ 3 rồi, thứ 2 rồi. Son cũng phải tốc biến chạy đi khi không còn W nữa. Tôi không hiểu tại sao lại khởi động rồng cho tiếng vừa rồi nữa. Một tiếng khởi động rồng khá là thiếu cơ sở đến từ các thành viên phía của team 2 khi mid bot bị đẩy. Và Ruler vẫn đang chưa thể nào có thể đẩy quá nửa sông được khu vực đường trên. Đó là pha lao lên tung chiêu cuối áp chế đối phương về trong trụ. Và có mạng solo kill dành cho Cassante. Khỏe rồi, ba lane đều khỏe. Dừng farm hơn và có được mạng hạ gục sớm. Ăn rồng và sau đó thì băng trụ mà thôi. Hiện tại ngưỡng năng lượng còn lại của Guma đang là không nhiều. Hai bánh mít quy là có đủ để Guma tiếp tục đứng lại ở khu vực đường dưới hay là không đây. Trang bị cắm mắt cũng đã có dành cho Kama. Zyra cũng tương tự là như vậy. Và bây giờ là tình huống kẹp vào. Tốc biến còn đến từ vị trí của Moham và quyết định quy về. Chỉ cần như vậy thôi anh em, chỉ cần con Elite này nó kiểm soát được con Seju thôi thì bot Guma có thể tự thắng lên. Một pha dồn sát thương tốt đến từ Guma, không triệt phát nào. Mắt đã có đến từ Zyra cùng với Ruler rồi, nhưng liệu rằng có chống băng trụ được hay không đây. Dịch chuyển đến khu đường trên đến từ Cassante. Một pha bắn cú ánh sáng nhằm kết liễu vị trí của Zyra, nhưng mà góc di chuyển đến từ Zyra đã né được rồi. Elite lao ra với tướng bị trói lại bởi Zyra và có Sejuani ở đây nha. Và hook tốt đến từ Sejuani. Đánh đu hay tốc biến đấy, tốc biến thôi chứ còn đánh đu lên, không có tốc biến thì chết thôi. Cú quy chuẩn xác nhưng sức lực không đủ đến từ Guma. Cặp bot đối phương đã cực kỳ yếu máu rồi nhưng mà không có sát thương dứt điểm. Kama của Harp cũng đã quá yếu máu rồi và Guma cũng đã cắn hết tất cả những gì mình có. Rất đáng tiếc với những áp lực đi đường như vậy nhưng lại không thành công trong việc băng trụ với Elise đã quá vội. Tôi nghĩ Elise đã vào hơi sớm một nhịp. Đó là một nhịp mà Elise có định kết liễu con Zyra yếu máu phía bên kia nhưng không được. Với năng lượng thấp thì Guma cũng không còn đủ khả năng để có thể lấy mạng các thành viên yếu máu bên phía của team 2 nữa. Một mạng gỡ gạc dành cho Sejuani của Moham khi mà Elise của team Guma đã đánh lỗi. Vẫn là một Elise khá xanh nha, 75 chỉ số lính cùng với hai mạng sớm. Bên phía bên kia thì Caitlyn của Ruler đang có một ván đấu hơi thọt một chút. Vì Caitlyn đi cặp cùng với Zyra thì cảm giác là không ăn ý lắm. Khá khó để Zyra trói chúng bên phía bên kia vì cái tầm hoạt động bên phía của team 1 là rất tốt nha. Tìm miếu đẹp cho Fiora này. Lệch về tiền là con số hơn 2.000 tiền cho team Guma Yuzi. Và hiện tại thì Guma chưa đủ tiền để hướng tới lưỡi hái linh hồn. Chỉ là 3 mảnh của lưỡi hái linh hồn cùng với một cái nước mắt nữ thần được 117 số mà thôi. Và Seju đã có mặt tại khu cánh dưới rồi. Muốn đánh úp Ezreal của Guma mà Guma không hề có thanh tẩy nha. Ezreal này có phản xạ tốt. Tốc biến tiếc là đã bắt buộc phải dùng rồi. Vì cái E nếu mà hồi sớm hơn 1 giây thì đã có thể dùng E để thoát. Dịch chuyển cọc lên rất tự tin đến từ Guma để có thể cấu rỉa. Nhưng mà đây là đẩy đến từ Ruler nha. Đứt đánh tay rất nhanh. Vì căn tầm đánh tay tốt nên là Guma thường có những pha xử lý như vậy. Bách phát bách trúng cấu rỉa và Elite xuống. Zyra tốc biến chạy, tốc hành đến từ Ruler cũng đã được dùng rồi. Khúc ca lan tỏa lan ra cực kỳ đẹp và đó là một tiếng cuối ánh sáng bồi vào. Wombo combo và hai mạng chắc chắn sẽ có rồi. Một tiếng ứng xử lý kết hợp cực kỳ tốt với bộ kỹ năng của các thành viên phía team 1 và Sejuani đã là người nhanh chân về trước. Bỏ lại Ruler cùng với Zyra.
một tiếng E hai người trúng cả Caitlyn của Ruler, sau đó bồi thêm một tiếng khúc ca lan tỏa vào, coi như Seraphine làm hết anh em ạ. Guma chỉ có được hai cái assist cho tiếng vừa rồi vì ở quá xa, bận đón được lính, mắt cắm cực kỳ nhiều nhưng không kiểm soát được góc di chuyển từ khu vực sông ra đến từ bên phía của team 2, và cái kết là chết cả hai đường dưới cho tiếng vừa rồi. Mặc dù không có mạng nhưng có được hai điểm hỗ trợ, cùng với đó sẽ là những giáp trụ dành cho một mình cá nhân Guma Yuxi mà thôi. Thì đây vẫn là một Eri xanh. Và tôi nghĩ trong bối cảnh là nhiều những xạ thủ hiện tại trong meta bị cấm như vậy ở tại LCK, đặc biệt là những con như là Caitlyn hay là Lucian, Nami hay là Ash và Rush các kiểu bị cấm nhiều, thì Eri có cơ hội để trở lại, đặc biệt là khi đi cùng với Kama. Đây là một cặp đẩy khá là khỏe và có thể đánh điều kiện thắng được. Ván 3 hôm nay bên phía của T1 đánh combo Zeri và Annie đi đường không có lại cặp này anh em ạ. Vì các Kakma và Eri đi đường nó khá khỏe trong việc cấu rỉa tầm xa, đẩy đường nhanh. Eri bắn Q đẩy đường cũng được. Tốc độ nội tại đến từ Eri cũng đủ để có thể đẩy đường liên tục, không thua kém gì so với Caitlyn cả. Cơ hội để Ruler có thể gỡ một giáp trụ, nhưng đó là cú dịch chuyển đến từ Seraphine à. Một cú dịch chuyển đến từ Seraphine ở một tình huống mà cũng không có nhiều cơ hội để tấn công lắm thì phải. Zyra không còn tốc biến, Kama đã giữ chân được vị trí của Zyra lại rồi, nhưng đồng đội ở quá xa cho tình huống này để có thể bồi thêm sát thương. Về mặt hiệu khống chế thì không có, Seraphine không có R. Elise xuất hiện tại khu đường trên, tốc biến kén nhện chuẩn xác, và đó là mạng dành cho Elise. Hai rừng đều đã có mặt tại khu cánh trên rồi, đứng dưới hoàn toàn là 2-2. Và 2-2 thì Caitlyn cùng với Zyra thở oxy các bạn ạ. Thực sự là thở oxy đấy ạ. Mặc dù những tình huống cấu rỉa thì nó chưa thực sự quá chuẩn đâu nhá. Tỷ lệ RQ của Kama hay là Q của Eri trong tay Guma Yuxi nó không phải là con số quá cao, nhưng vẫn đang là áp lực rất lớn từ khâu đi đường. Khu vực đường trên thì Elise sau tình huống băng trụ thì đã bị tình huống xuất hiện đến từ Moham cùng với Quad tiễn phải lên bản điểm số. Nhưng Cassante này thì trâu hơn một chút. Khu đường dưới có đánh nhau to diễn ra rồi. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống này, chắc là phải E lên chăng? Đứt chúng nhưng không E lên đến từ Guma. Nhưng sau đó lại là một pha E lên đến từ Guma. Đồng đội bị trói lại, dính chiêu cuối Zyra và áp lực phải tốc biến chạy. Một cú chiêu cuối của Zyra và thiêu đốt nữa, đổi lại cái tốc biến của Harp. Ngưỡng máu hiện tại của cả hai team đều đang không phải là quá đủ đầy, và chiêu cuối đến từ cả hai thì cũng đã được đầu tư tương đối. Cú RQ này cũng chỉ để đẩy đường mà thôi, nó cũng không phải là một lượng sát thương chúng vào được bên phía của team 2. Gắn đứt thành công đến từ Guma. Không có tốc biến thì chẳng có lý do gì để E lên anh em ạ. E lên chắc chắn quả này là cút. Zyra có một tiếng đứt mầm, và sau đó thì Q cực kỳ khó chịu giữ chân được Harp lại. Elise đang xuống nhưng đi qua tầm nhìn rồi. Chờ Seju xuống thì mới có thể đánh được. Ruler vẫn sẽ phải đánh khá nhùng trong tình huống này. Elise đang quyết định khởi động rồng và dịch chuyển trở lại đến từ vị trí của Sonka. Seraphine là người di chuyển xuống khu đường dưới trước, đã có tầm nhìn đến phía team 2 rồi. Một cú RQ hai người, đứt R tốt đến từ Guma và có mạng của Ruler. Một pha mà Ruler đầu tư tốc biến làm cái gì đây? Tốc biến gặp E à? Bắn Q trúng tốc biến gặp E và sau đó thì không trúng E, chắc là như vậy, có thể là như vậy. Tốc biến E Q nội tại, không có đủ sát thương vì Guma đã hồi máu. Còn cú đứt R này đến từ Eri của Guma Yuxi thì nó đã đủ sát thương để tiễn xạ thủ của Jindong Gaming lên bàn đếm số rồi. Seraphine đánh hạt thông nổ xuất hiện và va chạm nhẹ với Sejuani, tung khúc ca lan tỏa hai người. Guma bắn quy trúng, một tiếng E quý tốt đến từ Seraphine và có mạng rồi. Son đã tốc biến lên nhưng mà mạng vẫn thuộc về cho Son với sát thương của trụ. Seraphine đã có mặt nạ rồi ha, còn Guma thì vẫn đang có một Eri 303 vô cùng xanh xao. Cung ánh sáng thì cũng vừa rồi dứt điểm được Zura, cũng là một tình huống bắn cung ánh sáng ở cái rìa. Seju lao lên với một tình huống đứt thôi, còn giữ Q lại nha. Q lên là nhiều khi chết luôn đấy ạ. Flash nhiều khi cũng chết nếu như mà Q lên một cách ẩu thả. Đứng trên đi sao? Một kèo đấu mà Fiora có búa dìu nhưng đánh không lại cả Sante nữa. Kèo Cutter Pick nhưng mà Fiora đang gặp khá nhiều những khó khăn. Còn lần về nhà này thì Guma Yuxi đã có cho mình một cái bố chiến cao phiêu và giày khai sáng. Lượng hồi chiêu hiện tại của Guma đang là tương đối nhiều nha. 50 điểm hồi chiêu rồi. Ruler cùng với Guma đã chuyển hộ khẩu ra khu đường giữa. Như vậy 14 phút đi đường thì có 4 giáp trụ dành cho Guma Yuxi. Và vừa rồi là một pha E lên đánh tay quy cực tốt.
Ngay lập tức là Ruler mất đi cho mình nửa cây máu ạ. Karma của Háp lao lên với cú RQ cùng ánh sáng, nó trượt. Chứ nếu chúng là Ruler cũng chẳng có gì để né cả các bạn. Đến thời điểm có Ezreal có trang bị ra mid và bắt đầu nó phá đảo thế giới ảo ở đây rồi. Seraphine có khoảng trống khu đường dưới để có thể ăn trụ. Trong khi đó thì pha di chuyển đến từ Elise đã bị bắt lại, không còn tốc biến, đai tên lửa không cứu được Elise trong tình huống mà Son Ka đã đầu tư một khoảng thời gian khá lớn để xuất hiện tại khu đường giữa. Chấp nhận mất trụ bot nha. Và đây là một con Son đã có cho mình triệu chứng sinh 3 số rồi. 300 KD đến từ Son Ka. Đây là một con Aurelion Son khá khỏe. Tình huống di chuyển bắt bớ Seraphine sau khi mất trụ. Và ngay lập tức khoảng trống có tại khu đường giữa. Quy trúng, đúp trúng, e lên, đánh tay. Sát thương không đủ, cú quy vừa rồi Zara đã tốc biến chạy được. Còn đường dưới thì đó chắc chắn là tình huống Seraphine phải lên bảng mà thôi. Không thể nào xử lý hơn được cả. Khá là đáng tiếc cho Kuma Yoshi cho tình huống xử lý vừa rồi vì sát thương là không đủ. Thiếu mất một hit đánh tay. Nhưng pha này thì Zyra đã yếu máu và phải bấm B về bỏ lại cái trụ dành cho Kuma Yoshi. Quy chuẩn xác, đứt đánh tay vào trụ và sau đó thì tiếp tục lượng sát thương liên tục của một Ezreal lên trụ. Rất khó cho Ruler rồi. Một pha bắn cuối sáng kén hết chim nhỏ, trừng phạt đến từ Mohan để giữ lại chim to, nhưng sau đó thì mùa đỏ còn cái gì để chơi đấy, kén nhẹ như thế vẫn trượt ạ. Một pha E lên đến từ Kuma Yoshi nhưng bắn thì đối phương quy né mất cái quy vừa rồi. Và mùa đỏ được nhường lại dành cho Kuma Yoshi. Vẫn đang là một Ezreal farm bằng với thời gian và có tiền từ trụ, có tiền từ 3 mạng, 3 điểm hỗ trợ. Và lần về nhà này thì có lẽ sẽ là một cái kiếm Mana Moon. Kiếm Mana Moon gần 300 số xuất hiện ở tại thời điểm phút thứ 16 của ván đấu ạ. Của Ezreal cực kỳ xanh rồi. Còn lúc này Ruler vẫn chưa có lại tốc biến và phụ thuộc khá nhiều vào cái cung phong linh. Một pha bớt sát thương cực kỳ đau đến từ vị trí của Seraphine. Nhưng sát thương đốt đến từ mặt nạ thống khổ là chưa đủ, Guma xuất hiện. Bộ la băng đã được đưa ra để giữ chân đối phương lại và Guma mất máu cực kỳ nhiều rồi. Nhưng không có sát thương chạm vào Guma đủ. Đánh tay không được hoạt thông nổ vừa rồi và đã phải lên bảng. Mạng shutdown dành cho Son của Son Ka. Phía ra quy đức phản đòn ngược trở lại cái W đến từ vị trí của Harp. Và sau đó chặt 4 điểm yếu cực nhanh. Mạng dành cho Fiora của Hybrid. Một pha throw game rồi. Đây đích thị là một pha throw game đến tất cả viên phía 1. Một pha throw đi một mạng shutdown của Guma Yuxi. Và Harp cũng đã lần đầu tiên lên bảng ở trong ván này. Một Aurelion Son xanh sớm đến từ Son Ka và để xem khả năng carry đến từ con Son này sẽ là như thế nào nha. Còn đường giữa thì Ruler lướt phong linh lên nhưng rất tiếc sát thương lại là không đủ để kết liễu vị trí của Seraphine. Tốc hành được đầu tư đến từ cả Cassante lẫn cả Ruler nữa. Lách rất tốt cũng kén nhận vừa rồi, cú ánh sáng từ xa trúng nhưng sức lực chưa đủ đến từ vị trí của Bayushi. Vẫn đang hit and run đến từ Ruler. Khi mà Son Ka xuất hiện với một con Son đã có hai đồ, có Rylai thì đây là tướng phản công có thể có mạng cho phía team 2. Guma đã xuất hiện rồi, đã có mạng rồi cho Son Ka. Guma quy trượt đứt trúng nhưng không dám e vào. Mặc dù máu đó là khá yếu đến từ vị trí của Zyra nhưng vẫn đang tự tin đứng lại. Và những cái cây của Zyra cũng có thể trở thành những cái rào chắn để che những cú quy của Karma hay là Ezreal rất là tốt nha. Dòng nguyên tố chưa có, chỉ có lợi thế về mạng cho phía team 2 trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đó là pha lao lên đánh đến từ Harp. Gặp một chút khó khăn khi bị Aurelion Son 6-0 giữ chân lại. Nhưng mà máu mất đi chưa phải là quá nhiều nha. Tôi nghĩ vẫn có thể đánh được trong tình huống dòng nguyên tố tiếp theo. Vì Elise sẽ xuất hiện kịp. Lúc này Sejuani của Moha mới đang là người mất máu nhiều nha. Không có trừng phạt. Khả năng cấu rỉa đến từ Seraphine, Karma cùng với Ezreal sẽ là cực kỳ đau. Và bất kỳ ai dính kén nhện có thể sẽ bị sốc chết luôn chứ không phải cấu rỉa nữa. Cassante mất máu quá nhiều sau bộ la băng và không tung được chiêu cuối. Backfire với chúng từ xa cũng không cần đến từ Ruler nữa. Gọi sứ giả tại khu đứng giữa để có thể tạo lợi thế đẩy đường và sau đó cấu rỉa tầm xa trước khi Onin. Đối phương đã bắt lẻ thành công được Cassante rồi, Cassante cũng không có dịch chuyển nữa. Bắt buộc phải là thế 4-5. Guma đang nỗ lực để cấu rỉa. Đó là một tiếng gọi chiêu cuối đến từ Aurelion Son nhưng không hất tung, không làm choáng được ai cả. Và Fiora đã bị lộ vị trí khi mà có những con mắt được kiểm soát tốt đến từ phía của team 1. Rồng còn tới 6.000 máu, tốc biến R đẹp đến từ Seraphine. E đẹp, quy đẹp và đó là một tình huống mà Zyra đã chết sốc rồi. Fiora tạt vào nhưng không có nhiều áp lực lắm vì đối phương đã có thể di chuyển ngược trở ra và trả sát thương lại. Ruler lên bảng đếm số ngay lập tức sau một pha dồn sát thương đến từ Kuma Yoshi. Một pha tưởng chừng như combo combo đến từ phía team 2 nhưng mà Seraphine đã làm một cú đẹp thật sự ạ. Son đã thổi đẹp ở góc này rồi với một cái E cực kỳ tốt. Một mình Fiora lao ra thì Kuma Yoshi đơn giản là E chạy và sau đó bắn trả mà thôi. Ruler lao lên với tình huống bách phát bách trúng gồng cực kỳ là
Hổ báo cáo trồn ở trước đội hình đối phương, ăn một cú làm choáng, mất backup trúng và sau đó lên bảng cực nhanh sau cú tốc biến ạ. Và khi đã có thần kiếm Muramana thì Eri của Kuma Yoshi lúc này đang có một lượng sát thương vô cùng khủng khiếp. Trụ đường giữa đã bị làm mềm sau cú hút đến từ sứ giả rồi. Và nó sẽ là tiền đề để team Kuma có thêm cái trụ này. Aurel and Son cực kỳ xanh, đang dọn lính. Một nỗ lực dọn lính để giữ trụ. Sẽ có con sói ở đây. Nào kéo con sói ra đây, nó bị con Son hút lại. Cú ánh sáng từ xa đến từ Kuma Yoshi, trúng vào hai thành viên đối phương nhưng không trúng vào con Son đang khá khỏe này. Mặc dù vậy thì vẫn có trụ nha, ăn trụ và sau đó cố gắng rút lui mà thôi. Hai mục tiêu lớn đó chính là rồng cùng với trụ thuộc về team Kuma Yoshi. Kuma đang cầm đó là 8.700 tiền rồi. Ruler thì đang cực kỳ thọt với một cây đây là 043. Sức đi đường của Caitlyn thực ra là nó cũng phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ đấy anh em ạ. Bản thân nó là con tướng mà cần phải đi cùng với những hỗ trợ có khả năng gây hiệu khống chế tốt một chút, hoặc là tầm hoạt động xa xa một chút. Quyết định từ Kuma là về với 1.800 tiền. Một cái gì ạ? Thương phục hận ở món trang bị thứ 3 để lấy thêm cooldown và có thêm làm chậm đến từ những cú quy chuẩn xác nữa. Tất nhiên là chỉ số xuyên giáp của nó cũng rất giá trị khi đánh cùng với đội hình có Sejuani. Cassante pha trước gần như chết chay vậy. Vẫn còn chiêu cuối. Kuma đã trở lại với một cái cung xanh và nó bắt đầu poke các thành viên bên phía của team 2. Vì có đồng đội ở kế bên nên là Ruler cũng đang cực kỳ tự tin đứng lên cao để có thể thực hiện những tình huống đẩy đường trước. Một pha băng qua với bộ đá chuẩn xác, tốc biến chói vào đến từ dài ra, bách phát bách trúng cộng với một tiếng EQ đến từ Son. Son đã tốc biến trở ra sau khi bị áp sát bởi vị trí của Cassante. Cú ánh sáng được dùng để dọn lính đến từ Kuma Yoshi và đó là pha bắt lẻ thành công hỗ trợ đối phương đang không có tốc biến của Sejuani. Với một mạng Legendary dành cho Aurel and Son của Sonka. Tiếng di chuyển về đến từ Cassante đang bị đánh chặn bởi cả Moham lẫn cả Fiora của Hybrid nữa. Nhưng đây là một Cassante rất trâu. Và Hybrid quyết định hướng tới việc ăn trụ thay vì tấn công bằng trụ, một con Cassante nó quá là liều lĩnh. Một pha thấu kính cực kỳ tỉnh táo đến từ Ruler. Ruler ngửi thấy một cái mùi gì đó không thơm ở tại Baron và dõi ngay một cái thấu kính vào phát hiện ra ý đồ đến từ Elix cùng với Seraphine trong việc ăn lén con Baron này. Kuma đứng ở khu vực đường giữa diễn. Nhưng mà Ruler cực kỳ tỉnh nhá. Son đã đến với tiếng EQ là cực kỳ đau. Elix đánh đu lên đáp xuống. Tốc biến không còn đến từ Elix, tung kén nhện sau khi chuyển dạng. Và đó là một cú chiêu cuối mà tính chất khai khóc hơi nhiều đến từ vị trí Seraphine bị shut down rồi. Mạng dành cho Elix, double kill cho Elix. Cú ánh sáng từ xa trúng hai thành viên đối phương và Ruler có chạy đằng trời cho tình huống này, bị dính chiêu cuối của Cassante, dính quy của Ezreal. Và đó là mạng dành cho Kuma Yoshi. Một pha bắt lẻ thành công đến từ các thành viên bên phía của team Kuma. Và bây giờ thì Kuma quyết định tìm kiếm hạ gục cú quy được dùng vào cái cây để có thể hồi chiêu kỹ năng E, đúp quy trúng, không cần E lên nữa rồi. Phía bên trong hai Baron thì Elite đã giải quyết nhẹ nhàng con Baron đầu tiên của ván đấu này khi mà nó không phải quá khỏe. Và đã có mạng thứ 6 dành cho Kuma Yoshi. Một lợi thế cách biệt về tiền lên tới con số là gần 8.000 tiền dành cho team Kuma sau 22 phút. Và nó là một lợi thế quá lớn tại thời điểm này. Một mình Son khỏe là không đủ. Ruler cùng với con Zyra này, game này không được chơi điện tử. Thua từ khâu đi đường đến giữa trận. Không thở nổi anh em ạ. Và thương phục hận đã có sau 22 phút đến từ Kuma Yoshi. 054 và 054 đều nhau đến từ cặp bot bên phía của team 2. Một tiếng cung ánh sáng, lượng sát thương của nó là như thế nào đây? Hơn 500 sát thương cho tiếng bắn cung ánh sáng vừa rồi. Cụ thể sát thương của nó là 733 nhưng mà nó đi vào giáp nữa thì đúng là pha vừa rồi nó có hơn 500 đa. Con rồng này là một con rồng khá quan trọng, một con rồng công nghệ mà các thành viên phía của team 2 bỏ thì thương, vương thì tội. Góc ra rồng là quá tối, mà không ra thì linh hồn rồng với con Ezreal thương phục hận nó bắn không lết nổi cái bước chân nào anh em ạ. Một khi nó đã quy trúng một cái là những cái quy sau cực kỳ khó né, chỉ có bung spell chạy mà thôi. Và vừa rồi thì Zyra di chuyển lạc đã phải lên bảng. Fiora thì mất phản đòn, dính quy 3 của Cassante. Cú chiêu cuối nhìn có vẻ là đẹp đến từ Son. Hất tung thành công hai người và Elise đã bắt buộc phải đánh đu lên. Mất máu một chút đến từ tình huống chiêu cuối của Sonka, nhưng mà với Seraphine nó búp lại thì cũng chẳng mất bao nhiêu máu cả.
Một thế trận chênh lệch quá nhiều và khá khó trên phía team 2 để lật lại ván này. Và câu hỏi đặt ra là làm sao bắt được con Ezreal này đây. Một con Ezreal với lượng điểm hồi chiêu hiện tại đó là con số 84. E của Ezreal bây giờ là 9 giây hồi và kết hợp cùng với những cú quy nữa. Nếu mà quy chuẩn thời gian hồi của E nó là cực kỳ nhanh nha các bạn. Tầm vài giây đó lướt một lần một pha R flash fail đến từ Seraphine mà không bắt được vị trí của Ruler, cùng ánh sáng từ xa cũng trượt rồi. Ruler vẫn phải lên bảng đếm số cho tiếng vừa rồi. Sonka đến với một tiếng EQ và có lẽ sẽ chết luôn vị trí của Cassante. Seju lo lên trừng phạt làm chậm nhưng cũng chẳng còn sức tương tiến sau nữa. Vì Ruler đã nằm xuống lần thứ 6 rồi, 0-6-5 đều nhau đến từ AD support bên phía của team 2. Và đường trên Fiora đã gỡ trụ, có thể thử mục tiêu cho bên phía của team Ruler rồi. Nhưng những mất mát tại cục đường giữa với một thiên vương trùy, một đợt lính siêu cấp và một trụ đường dưới sẽ là những mất mát cực kỳ đáng kể. Thậm chí Ruler không có nổi một mạng trong ván này nữa, quá nghèo anh em ạ. Phản đòn không làm choáng người trở lại, bật chiêu cuối chém luôn đến từ Hybrid, hai điểm yếu và sau đó rút lui. Khăn giải thuật được đầu tư đến từ Guma Yushi ở món trang bị thứ tư để chống lại khả năng quăng Bola tầm xa. Hỗ trợ cũng đã có Mikael rồi. CC sẽ đến từ cả cái E của Zyra nữa nếu có. Zyra đi cực kỳ cao để kiểm soát tầm nhìn và có thể sẽ bị bắt lại nếu như lộ vị trí. Pha di chuyển đến từ cặp đôi đứng dưới bên phía team 1 để cướp bồ xanh và cướp không được. Bắt buộc phải dùng dịch chuyển cơ học để rút lui đến từ Guma, vẫn còn tốc biến bắn Queen ngồi trở lại. Son đến, Guma E xuống, có Mikael, có khăn giải thuật. Và vừa rồi là khăn giải thuật được dùng đến từ vị trí của Guma. Người nằm xuống đó là vị trí của Seraphine. Một tình huống mở con đường máu để comeback ban đầu đến từ phía của team 2 nhưng những gì thu được chỉ là một mạng mà thôi. Và chưa lấy được những phép bổ trợ đến từ Guma Yushi nha. Nó tạm thời làm gián đoạn nhịp đẩy đến từ Guma tại cánh dưới và đã chuyển hộ khẩu đến cánh trên rồi. Cánh trên này thì phải tầm 2 phút nữa mới có Baron nha. Một pha dịch chuyển vào học sang bắn Quy có làm chậm đến từ linh hồn rồng và sau đó thì Kama bồi thêm một cú RQ nữa cùng ánh sáng từ xa. Phản đòn đã được dùng đến từ Fiora rồi. Bây giờ chuyển mục tiêu lên trụ 2 khu đứng trên cũng ổn thôi. Đây là cái trụ ngoài cuối cùng còn lại bên phía team 2 và nếu như ăn được cái trụ ngoài này thì vẫn sẽ có tiền cho Guma. Hụt xe thì phải. Một pha E lên bắn một cái Quy có bùa đỏ và linh hồn rồng. Guma nhận lại sức thực từ trụ nhưng mà đổi máu thì không gì phải ngại cả. Có Cassante đứng trước để che Bola băng và Guma đứng phía sau cast Quy liên tục. Đang quăng hút máu lại đến từ Guma Yushi. Và trụ này cứ để như vậy giả dích giả dích. Ôi đau 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 đau. Cùng ánh sáng từ xa trúng hai thành viên đối phương. Đó là pha mà Moham cũng đã mất máu khá nhiều rồi. Son đang nỗ lực để dọn lính bằng EQ. Tạm thời lính đã hết nhưng mà máu lúc này thì cũng không còn bao nhiêu cả. Sóng gió tạm thời trôi qua cho trụ 3 khu vực đường trên bên phía của team 2. Với những cái bẫy nhóc đồ mà Ruler thiết lập. Nhưng nó tạm thời mà thôi. Hãy nhìn có Ezreal có thương phục hận và linh hồn rồng nữa bạn. Cái linh hồn rồng công nghệ nó khó chịu thực sự ạ. Nhưng cả bùa đỏ đến từ rừng. Tất cả mọi thứ Onin dành cho Guma Yushi. Với một niềm tin là con Ezreal này nó sẽ có thể gánh team và khi khăn giải thuật đã hồi lại rồi sẽ có thời điểm mà Guma e láo như thế này đây. Seraphine búp giáp kìa, cái lượng giáp nó quá nhiều đi và cái backflip trúng vừa rồi của Ruler còn không bóc nổi cái lớp giáp đấy ạ. Và cùng ánh sáng từ xa cấu rỉa tốt đấy từ Guma, nó trúng vào người của Zyra hỗ trợ và có lẽ Zyra sẽ phải về bệ đá cổ để có thể phục hồi như thế này đây. Nhưng tình huống này thì Guma quyết định quân lùi rồi, không có đủ áp lực để ăn trụ 3 không được trên đối phương. Sức phòng ngự đến từ Auron sau là rất tốt và nếu như muốn ăn những trụ 3 như vậy phải có Baron các bạn ơi. Nó phải có Baron nó mới có thể tiếp cận được những công trình đối phương một cách dễ dàng. Và Baron đúng thời điểm này thì nó chuẩn bị xuất hiện tại khu vực cánh trên rồi. Nó có thể sẽ là một tình huống ép Baron và đánh ngược trở lại đến từ bên phía của team Guma. Vì khả năng cao bên phía bên kia sẽ ra cạnh tranh. Nếu như không có công cụ kiểm soát Sejuani thì nó nên là tình huống đánh ngược trở ra. Dịch chuyển đến từ Auron Sol với 4 món trang bị trong đó có mũ phù thủy còn truy bạch ngân. Đã được Guma Yushi hướng tới ở món trang bị thứ 4 sau khi có được khăn giải thuật. Quyết định nâng cấp luôn. Vẫn là Ezreal tới 13.800 tiền và nghèo hơn đôi chút so với Son 11 bên phía bên kia của Sonka. Khúc ca lan tỏa đẹp trúng vào Zyra, đứt đánh tay Quy, mạng có cho Seraphine rồi. Phá tốc biến đánh kén nhện cũng phải là hơi thừa đến Elise và dịch chuyển cầu sang phía bên kia bờ tường. Thì đó là mạng thứ 2 cho bên phía của team Guma Yushi. Một phát bắt lại thành công và hướng tới những đường lý siêu cấp. Thậm chí là việc kết thúc ván thi đấu này. Ruler đã quá khổ với một con Caitlyn 0-6 rồi.
chưa phải là tình huống kết thúc ván đấu. Elite đang ping lên khu vực đứng trên để có thể chạy cổng thông đạo ra khu vực hang Baron cho nó nhanh. Bắt lẻ rừng đối phương, bắn cung ánh sáng ngược trở lại và sau đó rớt nhanh con Baron này. Sát thương sẽ là đủ mà thôi. Elite cũng là một rừng ăn Baron nhanh nha các bạn. Có cái W này ăn Baron khá nhanh này. Team Ruler bắt buộc phải buông bỏ mà thôi. 1.300 tiền trên người và đồ thần thoại vẫn chưa có đến từ Guma. Đồ thần thoại nó có thể là một cái dạ kiếm Rakta. So sánh với giáo án của Han Chenluo thì Han Chenluo có thể sẽ hướng tới cái món trang bị thần thoại sẽ là một cái vương miện suy vong. Nhưng mà ván này chắc là cũng không cần đến vương miện suy vong khi mà áp lực đối phương không nhiều. Một tiếng Fiora bị cái linh hồn dầu công nghệ nó giật vào người, bắt buộc phải rút lui. Cung ánh sáng từ xa chúng, thậm chí chúng cả hai thành viên đối phương, và lượng sát thương của nó gây ra là cực kỳ ấn tượng. Ở ngưỡng món trang bị thứ tư có như thế này thì hồi chiêu là con số 103. Quy chỉ còn 2 giây mà thôi. Zyra vừa tung chiêu cuối và sau đó lên bảng rất nhanh với sát thương đốt đến từ cái con nhện con của Elise. E sang bắn Seju luôn, tầm này thì Seju hay là không Seju cũng bắn hết. Cát không trượt cái Quy nào cả, dịch chuyển vào học lên, bắn vào cả Ruler, đứt đánh tay và đó là một pha xử lý tốt từ Guma, nhưng Guma yếu máu rồi. Có búp giáp, Guma vẫn sống, double kill cho Guma Yoshi, triple kill cho Guma Yoshi. Fira đến ở tuyến sau với cú phản đòn của mình, chém chết được vị trí của Kakma. Nhưng sau đó là một tiếng dính cùng ánh sáng và lên bản đánh số quad ra kill cho Guma Yoshi, một pha xử lý cực kỳ hay. Đến từ Ezreal của Guma Yoshi, với một tình huống xử lý ở tốc độ cực cao và độ chuẩn xác với những cú Quy E đứt là cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một tiếng lao lên cát, không trượt bất kỳ kỹ năng nào vào người Seju cả. Khăn giải thuật đao thủy ngân, chắc là đao bạch ngân thì đúng hơn, trì bạch ngân thì đúng hơn. Đứt lên, flash đánh tay, kết liễu được mạng xạ thủ đối phương. Còn lại một chấm máu thì có Seraphine búp, có Kama búp. Và sau đó vẫn có thể đứng lại đánh được với một tiếng dồn sát thương chết cả Son. Và Háp là người nằm xuống để Guma có cho mình cú quát ra kiểu. Một tình huống xử lý mãn nhãn. Và đây có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho game đấu này. GG, check time cuối game ha. Ok, lượt sát thương cuối game đây, 30 phút và con số 38.000 sát thương là những gì mà Guma Yoshi có. Ván này thì Seraphine cũng đã mở bằng những cú chơi cuối khá là hay. Đóng góp được 24.000 sát thương và con Aurelion Son của Sonka thì đã rất nỗ lực rồi. Nhưng mà sát thương của Aurelion Son đầu trận thì không phải là quá nhiều. 23.000 sát thương là con số cuối cùng. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một game đấu khá là hay ở tại rank Hàn của Guma Yoshi. Nhưng cũng là một game đấu khá đáng buồn dành cho Ruler khi mà thua lane vì có lẽ hỗ trợ không phải là hỗ trợ ăn ý lắm. Chất tướng Zyra cũng không phải chất tướng khỏe nữa. Nên là game này fit hơi nhiều ha. 075 và 086 đến từ cặp bot về phía của team 2. Một cây đề đẹp đến từ Guma Yoshi và một game đấu cũng thể hiện khả năng carry rất tốt khi được dồn tài nguyên. Hẹn gặp lại anh em ở những dàn khác nha. Bye bye.